Hello các bạn ha. Hôm nay mình sẽ làm cái clip này để hướng dẫn các bạn cái cách làm thế nào đó để mình giới thiệu một cái bài thuyết trình của mình. Đầu tiên, mình sẽ có nhiều cách để giới thiệu. Đầu tiên là mình phải giới thiệu tên mình. Mình sẽ bắt đầu là First, let me introduce myself. My name is blah blah blah. Hoặc là mình sẽ có một câu là welcome to our presentation. Thì đó là những câu mà mình giới thiệu đầu tiên về mình. Sau đó mình mới vào cái bài của mình. Thì mình sẽ có những cái câu như thế này đây các bạn ha. Thí dụ cô muốn nói là I want to make you a short presentation about blah blah blah. Hoặc mình sẽ nói một câu là I'm delighted to be here to tell you about blah 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 ha. Hoặc là today I am here to talk to you about. Rồi mình nói kia ra. Hoặc là mình sẽ nói câu là what I would like to present to you today is. Rồi mình nói cái chủ đề ra. Được không? Hoặc là mình sẽ câu ngắn gọn nhất. Mình có thể nói là, thí dụ như câu nói là chủ đề hôm nay của bài nói tôi là the subject of my talk is. Hoặc là mình đang đọc cái bài unit nào của mình, the unit of my talk is. Lặp lặp lặp. Được chưa? Hoặc là cái câu mà mình hay nói đơn giản nhất mà cô hay nói trong lớp đó là I am going to talk to you about. Được chưa? Và cái topic mình ra. Thí dụ mình nói là I am going to talk to you about unit 5. Rồi mình nói tầm lập lập là ra. Được chưa? Hoặc là mình có thể nói là the subject hoặc là the unit of my presentation about lập lập là. Có nghĩa là cô hy vọng là những cái tip nhỏ này để giúp cho các bạn bắt đầu vào phần giới thiệu của cái bài nói của mình, bài thuyết trình của mình một cách lưu loát và tốt hơn ha các bạn ha. Và nó đa dạng hơn là cái cách nói mà mình hay nói từ bữa giờ. Mình tránh cái dùng là I will sandwich thì nó không đúng lắm nha các bạn ha. Sandwich là một cái thủ thuật nha,